Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Trong những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, Tân Trào trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về nguồn của nhiều người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phát huy nội lực, khơi dậy ý chí quyết tâm của nhân dân, Thái Bình đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng thống Hàn Quốc cam kết nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Triều Tiên. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Đón tiếp và cùng đi với đoàn có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Đoàn đã đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc để lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyện mãi trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm học tập và làm theo gương Bác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dâng hương tại đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân đại hội trong các ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945, thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định quốc kỳ, quốc ca và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Các đại biểu đã bày tỏ sự xúc động khi được trở về thăm địa danh lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Đoàn cũng đã khảo sát địa điểm dự kiến đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cũng trong sáng nay tại khu di tích lịch sử Nhà Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã dự lễ tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát huy truyền thống quý báu, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Công an đã có chủ trương phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà đều đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, mái cứng, vách cứng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an. Chương trình đã giúp các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từ mức nâng cao mức sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Công an và đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí khẳng định hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chương trình đã góp phần giúp tỉnh Tuyên Quang từng bước hoàn thành mục tiêu xóa nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chương trình hỗ trợ 1.400 nhà ở cho hộ nghèo và các gia đình chính sách khó khăn, trao tặng một xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm cao quý của Bộ Công an và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước
và các đơn vị tài trợ đã dành cho nhân dân các dân tộc Tuyên Quang 1.400 căn nhà được xây dựng mới, kiên cố. Từ nay trở đi, không phải lo âu vào mùa bão lũ, rét mướt, là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, cùng cả nước thực hiện tốt phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, đề nghị các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân sử dụng hiệu quả công trình nhà ở, các trang thiết bị đã được hỗ trợ, ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là tuyên truyền nhân rộng truyền thống, nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, lá lành, đùm lá rách của các lực lượng công an nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại biểu, Tuyên Quang là tỉnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực nên rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Trung ương, các cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong cả nước chung tay cùng cấp ủy chính quyền Tuyên Quang thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân, nhất là với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, những năm qua, Bộ Công an luôn quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo trên cả nước, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí cảm ơn tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã đồng hành, hiệu quả, ủng hộ về vật chất, cùng Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo. Đồng chí mong muốn, với ngôi nhà mới, kiên cố, các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Bộ trưởng khẳng định, hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang là tình cảm, là trách nhiệm của Bộ Công an với vùng đất cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, nơi khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng, chở che cho cách mạng nói chung, cán bộ chiến sĩ ngành công an nói riêng. Trong cách mạng tháng 8, Tuyên Quang là vị trí chiến lược được Đảng và Bác Hồ chọn làm thủ đô khu giải phóng. Tại Tân Trào đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với vận mệnh của dân tộc như hội nghị toàn quốc Đảng quyết định chủ trương lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền, quốc dân đại hội thành lập chính phủ lâm thời do Bác Hồ làm chủ tịch. Trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang là thủ đô kháng chiến. Nhiều hội nghị của Trung ương Đảng, Chính phủ được tổ chức với các quyết sách quan trọng về đường lối kháng chiến, kiến quốc, quyết định những chủ trương, biện pháp đưa cuộc kháng chiến của dân tộc đến thắng lợi vẻ vang. Bên cạnh niềm vui của 1.400 hộ dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày hôm nay, chúng ta cũng còn rất trăn trở khi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 vẫn còn hơn 50.000 hộ nghèo. Cuộc sống của nhiều gia đình còn đang khó khăn, nhất là về nhà ở. Một bộ phận đồng bào chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng bằng tạm bợ, tranh tre nứa lá nên nguy cơ đổ sập rất cao, không bảo đảm an toàn. Đời sống của người dân tỉnh Tuyên Quang nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chúng ta phải chung sức để giải quyết xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhất là đây cũng là những cái vùng căn cứ địa cách mạng rất quan trọng của cả nước. Thời kỳ chưa giành được chính quyền, thời kỳ kháng chiến, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đùm bọc, nuôi dưỡng, che chở cho cách mạng, cho Bác Hồ, cho Trung ương Đảng, cho lực lượng vũ trang để hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hòa bình, thống nhất, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc mọi người dân thì chúng ta phải có trách nhiệm để giải quyết những vấn đề này, không để kéo dài hơn được nữa. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc, tôi rất mong các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp trung ương và các địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất, tinh thần để lực lượng công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, các giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng các hộ nghèo cho các gia đình khó khăn về nhà ở, xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Cũng những cái việc như vậy. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa bà con, phát huy những kết quả kinh nghiệm trong triển khai và xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian vừa qua, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà cho các hộ nghèo
trên địa bàn còn khó khăn. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng một xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương. Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án xóa nhà ở tạm dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an, đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân tại khu di tích lịch sử nhà công an Trung ương. Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thành phố. Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Bộ trưởng nói riêng, của Đảng ủy Công an Trung ương nói chung với sự phát triển của tỉnh. Điều đó được thể hiện bằng những tình cảm, việc làm cụ thể mang đậm tính nhân văn sâu sắc như chương trình hỗ trợ xây dựng trường học, tặng thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh, tặng quà, hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là ở các xã căn cứ địa cách mạng Minh Thanh, Tân Trào. Đồng chí mong muốn tại buổi làm việc, đoàn công tác sẽ tiếp tục có những định hướng, đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo với đoàn công tác khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, năm 2022, vượt qua khó khăn, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tỉnh tích cực phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông để tạo không gian kết nối và phát triển cho tỉnh. Cùng với đó, tăng cường công tác cải cách hành chính một cách thực chất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an Tuyên Quang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bố trí công an chính quy tại 100% các xã thị trấn. Đồng thời đề xuất một số nội dung về đề nghị Bộ Công an hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, xây dựng tỉnh thành điển hình về giữ vững ổn định xã hội, an toàn về an ninh trật tự, xây dựng trụ sở công an xã. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng những kết quả nổi bật tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định Tuyên Quang luôn là điểm sáng về việc giữ gìn đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, giữ gìn bình yên cho người dân. Đây là điều kiện ổn định để tỉnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm phối hợp của tỉnh Tuyên Quang với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh. Thì có thể khẳng định là cái sự phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương của Bộ Công an với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang thời gian vừa qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đấy, có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đấy, của tỉnh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, đấy, của nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong thời gian vừa qua. Cái sự phối hợp này là rất tốt. Đấy là cái cuộc sống bình yên, an toàn, an ninh cho người dân. Điểm này là cái điểm sáng, điểm phải rất là phát huy những cái việc. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng có nhiều chuyển biến. Cái duy trì về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Từng bước xây dựng được cái xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Thì cái kết quả này rất là đáng biểu dương. Trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thì các đồng chí cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác dân vận. Những cái nhiệm vụ hình tới là đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi những cái chính sách về an sinh xã hội, những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Thì
Đề nghị các đồng chí tiếp tục sự bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 của Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi phía Bắc Bộ năm 2030, tầm nhìn đến 2045, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, điều kiện sẵn có, phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu cao nhất trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022 này, tạo cái sức bật để phát triển kinh tế tuyên quang nhanh và bền vững. Thế và đây cũng là một cái cực tăng trưởng quan trọng của các tỉnh miền núi phía Bắc ở đây. Đấy, và hướng tới cái mục tiêu tăng trưởng phát triển cả vùng và cả nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng và thấy tiềm năng và rất kỳ vọng vào cái điều này đối với tuyên quang trong cái phát triển kinh tế cũng như là cái chuyển đổi số. Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới thì tôi đề nghị các đồng chí cũng phối hợp lãnh đạo chỉ đạo một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Cái thứ hai là về phòng chống đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì trên cơ sở cái nền tảng các đồng chí rồi vẫn phải phấn đấu đấy, với cái chỉ đạo ít nhất mỗi năm giảm 5% tội phạm và tuyệt đối không được để hình thành các cái băng ổ nhóm tội phạm. Phải nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đấy. Đối với đề án 06 thì tôi rất kỳ vọng các đồng chí sớm đưa Tuyên Quang là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thành công cái bảo đảm tiến độ của đề án, cái xây dựng công an tỉnh Tuyên Quang thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đấy. Thưa toàn thể các đồng chí, tôi cũng tin tưởng sâu sắc rằng là với cái truyền thống cách mạng, với tiềm năng và lợi thế và phát huy những cái thành tựu kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ban ngành, các địa phương, đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tuyên Quang sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu sẽ vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11 và sẽ phấn đấu xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống lịch sử cách mạng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai tổ chức hội chợ thương mại du lịch Tuyên Quang năm 2022 diễn ra trong sáng nay, 15 tháng 8. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 7 ngày từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại quảng trường trung tâm thành phố Tuyên Quang, có quy mô trên 200 gian hàng tham gia, trưng bày sản phẩm đặc trưng thế mạnh của các tỉnh thành phố trong cả nước. Trong khuôn khổ của hội chợ còn diễn ra chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tại hội chợ cũng diễn ra các chương trình biểu diễn văn nghệ, các hoạt động trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động tại hội chợ, đảm bảo tiến độ, các biện pháp đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị các thành viên trong ban tổ chức hội chợ, đơn vị, các ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các phương án để tổ chức hội chợ thành công, có hiệu quả, chất lượng, tạo được ấn tượng và uy tín của Tuyên Quang với các tỉnh thành phố trong cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, hội chợ thương mại du lịch Tuyên Quang năm 2022 nhằm thúc đẩy, khuyến khích, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm truyền thống, sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh, nhất là các sản phẩm thuộc chương trình OCOP, sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử. Do đó cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá mảnh đất và con người Tuyên Quang đến với đông đảo du khách thập phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, Tân Trào trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về nguồn của nhiều người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, về với Tân Trào để ôn lại ký ức hào hùng một thời của dân tộc và để thấy thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến giờ đã trở thành vùng nông thôn mới đầy khởi sắc. Giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hiện đại. Đời sống của bà con nhân dân được cải thiện rõ nét. Những đổi mới của thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến xưa mà bất cứ ai khi đến với nơi đây đều có thể cảm nhận. Và điều ấn tượng hơn cả là trong sự nghiệp đó, những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống vẫn được người dân Tân Trào lưu giữ và phát huy đậm nét. Làng văn hóa Tân Lập
nơi Bác Hồ từng ở và làm việc được quy hoạch trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách bởi lối kiến trúc nhà sàn đặc trưng của người dân tộc Tày. Những điệu hát then đàn tính cho đến tiếng nói trang phục, tất cả đều được bà con trân trọng, giữ gìn. Những câu lạc bộ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc được thành lập thu hút nhiều độ tuổi. Con cảm thấy rất là vui khi được tham gia câu lạc bộ hát then đàn tính ạ. Con quyết tâm học thật tốt để theo đuổi đam mê của con để biểu diễn cho du khách gần xa đến với Tân Trào, Tân Quang. Là một người con được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tân Trào này thì mình cũng rất là tự hào. Thì mình cũng trau dồi những cái làn điệu hát then, đặc biệt là then cổ và những cái điệu múa đậm bản sắc văn hóa của dân tộc nơi đây để biểu diễn cho du khách. Những ngày tháng 8 lịch sử đã thành thông lệ, khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào lại đón hàng nghìn lượt du khách khắp nơi trên cả nước hành hương về nguồn, tham quan, ôn lại ký ức hào hùng của dân tộc. Có đoàn đến lần đầu tiên, cũng có đoàn đã đến với Tân Trào rất nhiều lần, nhưng đều có những cảm xúc đầy tự hào và xúc động. Được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động về hình ảnh vĩ đại của Bác Hồ, một người cha già dân tộc, sống vô cùng giản dị, hết lòng vì dân, vì nước. Đến đây thì chúng tôi rất là có ấn tượng với con người ở đây, cũng như không khí ở đây và tất cả những phong cảnh ở đây rất là đẹp. Chúng tôi cũng rất muốn là có rất nhiều lần để chúng tôi có thể được đến đây. Xã Tân Trào trước đây là xã Kim Long, khi cách mạng về đây gieo mầm và trở thành căn cứ địa, cũng là vùng tự do đầu tiên của cả nước, nên được đổi thành xã Tân Trào, có nghĩa là phong trào mới nhằm biểu thị tinh thần cách mạng. 77 năm đã trôi qua kể từ cách mạng tháng 8 thành công, người dân Tân Trào giờ đây có thêm niềm hân hoan về một vùng quê nông thôn mới đầu tiên của tỉnh đang thay ra đổi thịt từng ngày, một điểm du lịch lịch sử hấp dẫn, khách du lịch gần xa. Mỗi người dân chúng tôi ở Tân Trào này thì cũng cảm nhận được những cái sự thay đổi và chúng tôi thì luôn luôn là cố gắng để đóng góp vào sự thay đổi của xã mình, như là đang cố gắng phát triển kinh tế cũng như là giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc của người Tày ở đây, giới thiệu và cũng như là quảng bá cái du lịch đến người dân trong nước cũng như là du khách quốc tế khi mà đến tham quan trải nghiệm tại Tân Trào. Tân Trào đã có những đổi mới, nhưng niềm tự hào về một quê hương cách mạng anh hùng, nơi ghi dấu những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc vẫn luôn vẹn nguyên. Và đây là động lực để mỗi người dân cùng đảng ủy chính quyền xã tiếp tục nỗ lực đưa Tân Trào ngày càng khởi sắc. Phát huy nội lực, khơi dậy ý chí, quyết tâm của nhân dân, Thái Bình đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư hiện đại, những con đường luôn được giữ gìn xanh sạch đẹp là những thay đổi khi đến với xã Thái Bình hôm nay. Phong trào xây dựng vườn mẫu cũng đã lan tỏa rộng rãi, người dân chủ động quy hoạch, chỉnh trang, chuyển đổi vườn mẫu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Nhờ đó 12 vườn mẫu, 2 thôn mẫu đã được hình thành. Xã đã huy động lồng ghép các nguồn lực được gần 140 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng, cùng nhiều vật chất và ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Từ chi bộ, các đảng viên là đều gương mẫu đi đầu, là các từ và các ban ngành đoàn thể sau khi được tuyên truyền, giao cho bà con nhân dân là tính toán và tự tính toán và tự kiểm tra, giám sát, là bà con nhân dân rất đồng thuận về những cái vấn đề như đường này, tuyến đường hoa, rồi là các công trình thuộc về nông thôn mới. Diện mạo của thôn là được khởi sắc, bà con nhân dân rất là phấn khởi, đời sống thì ổn định, còn các cái phong trào của bà con nhân dân tham gia thì đảm bảo như là xây dựng các tuyến đường hoa này, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều dự án sản xuất đã được đầu tư tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập. Xã đã xây dựng được nhiều sản phẩm chủ lực như vùng sản xuất nhãn tập trung gần 130 ha. Phát triển trên 3.000 đàn ong mật và xây dựng được sản phẩm ô cốp mật ong Bình Ca đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ngoài ra, người dân còn phát triển đa dạng các loại hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ.
đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 55 triệu đồng một người một năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2020, thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cái đạt được trong suốt cái thời gian vừa qua đối với xã Thái Bình trong công tác xây dựng nông thôn mới đó là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt bên cạnh cái sự quan tâm đầu tư của nhà nước thì cái phần cố gắng không nhỏ, cái sự đồng thuận của người dân trong các phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã, thể hiện như cái việc người dân tham gia cái việc là chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh các cái tuyến đường và phát triển kinh tế trên địa bàn của xã. Xã Thái Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đưa nông thôn mới vừa phát triển toàn diện, vừa bền vững về chiều sâu, thích ứng với bối cảnh mới, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới nông thôn mới thông minh, thúc đẩy nông thôn nông nghiệp phát triển mang tính bền vững. Hôm nay 15 tháng 8, toàn tỉnh tiêm trên 1.400 mũi vaccine COVID-19, trong đó mũi 1 7 người, mũi 2 36 người, mũi 3 689 người và mũi 4 là 710 người. Đối với người trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 2 cơ bản đạt gần 100%, mũi 3 đạt 80,6%, trong đó cao nhất là huyện Hàm Yên 98,7%. Tiếp theo là các huyện Chiêm Hóa 91,4%, Lâm Bình 88,1%. Yên Sơn 81,7%, Na Hàng 81,6%, Sơn Dương 80,4%, thành phố Tuyên Quang 54,7%. Tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt 54,4%, trong đó cao nhất là huyện Lâm Bình đạt 100% kế hoạch. Tiếp theo là Hàm Yên 66,1%, thành phố Tuyên Quang 54%, Yên Sơn 51,2%, Chiêm Hóa 50,6%, Sơn Dương 43,9%. Na Hàng 36,9%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1-2 cơ bản đạt 100%, mũi 3 đạt 37,6%. Trong đó cao nhất là Hàm Yên 51%, tiếp theo là thành phố Tuyên Quang 44,8%, Sơn Dương 43,9%, Yên Sơn 38,3%, Na Hàng 33,2%, Lâm Bình 32,5%, thấp nhất là Chiêm Hóa 20,7%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt 77,4%, trong đó cao nhất là huyện Na Hàng 90,2%, tiếp theo là các huyện Hàm Yên 87,3%, Yên Sơn 83,3%, Lâm Bình 74%, thành phố Tuyên Quang 73,3%, Sơn Dương 71,2%, Chiêm Hóa 70,9%. Tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 39,5%, trong đó cao nhất là huyện Hàm Yên 53,6%. Tiếp theo là các huyện Yên Sơn 43,7%, Na Hàng 43,6%, Lâm Bình 40%, thành phố Tuyên Quang 34,1%, Sơn Dương 33,5%, Chiêm Hóa 33,3%. Những ngày này trên một số tuyến đường trung tâm của thành phố Tuyên Quang vào các buổi tối, các mô hình trung thu tham gia diễn diễu và người tham gia giao thông rất đông. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn giao thông luôn được các tổ dân phố quan tâm thực hiện. Cũng như nhiều tổ dân phố khác, có mô hình trung thu tham dự lễ hội Thành Tuyên năm 2022, nên việc kiểm tra, đảm bảo an toàn vận hành xe mô hình trước và sau mỗi tối diễn diễu luôn được nhân dân tổ 7 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Trong quá trình lắp đặt xe mô hình, hệ thống phanh, điện chiếu sáng được tổ dân phố quan trọng. Bên cạnh đó, việc tuân thủ luật giao thông đường bộ khi diễn diễu mô hình cũng được tuyên truyền đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn. Tổ dân phố là tiến hành ký cam kết với công an phường về cái công tác đảm bảo an toàn giao thông khi diễn diễu mô hình và cũng đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm cái luật giao thông đường bộ và cái việc phối hợp với các lực lượng công an trong quá trình họ điều hành cái việc các mô hình diễu diễn. Càng về sát ngày diễn ra lễ hội Thành Tuyên năm 2022 và các tối trên nhiều tuyến phố chính của thành phố, các mô hình trung thu và người tham gia cùng phương tiện lưu thông với mật độ càng đông. Do phần lớn các mô hình đều được lắp đặt động cơ đẩy nên việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn được các tổ dân phố thực hiện nghiêm. Mùa lễ hội năm nay, lực lượng công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí nơi tập kết phương tiện cho các đoàn khách,
tập trung lực lượng, phương tiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Cùng với đó chú trọng phân luồng, điều tiết từ xa, hạn chế các phương tiện, đặc biệt là các phương tiện ô tô cá nhân, phương tiện có tải trọng lớn đi vào khu vực có tổ chức lễ hội để tránh ùn tắc vào những ngày cao điểm trước, trong và sau lễ hội Thành Tuyên diễn ra, đảm bảo một mùa lễ hội vui tươi, an toàn. Trong những ngày tới thì khi mà các mô hình tham gia trình diễn sẽ nhiều hơn thì việc người tham gia lễ hội cũng sẽ đông hơn. Chính vì vậy, việc tổ chức phân luồng cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ cần được tăng cường nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì đối với mỗi người tham gia giao thông khi tham gia lễ hội đường phố cũng cần nâng cao ý thức hơn trong việc chấp hành cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tin trong nước, theo khảo sát của công ty Savin Việt Nam, ngành hậu cần kho bãi logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhờ sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử. Thị trường vận tải và logistics của Việt Nam ước tính sẽ phát triển với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 7% từ năm 2021 đến 2026. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và thu hút đầu tư bằng cách thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế. Nhờ vậy, bất chấp thách thức từ đại dịch, ngành này vẫn phát triển do các hiệp định thương mại tự do FTA. Sự tăng trưởng kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước, sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội lớn. Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 trị giá 6.600 tỷ đồng phải kết thúc trong tháng 8 này. Thế nhưng nhiều địa phương đang có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp. Theo báo cáo của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến chiều qua 14 tháng 8, vẫn có nhiều địa phương giải ngân dưới 10%, gồm Bình Định 0,47%, Nghệ An 0,95%, Vĩnh Long 1,06%, Bắc Ninh 1,57%, An Giang 1,7%, Quảng Ngãi 2,35%, Thanh Hóa 2,53%, Thái Bình 2,81%, Lào Cai 3,41%, Nam Định 3,69%. Đặc biệt Phú Yên là tỉnh duy nhất chưa giải ngân. Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023, Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Vé đã bắt đầu mở bán từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Trong dịp này, Vietnam Airlines cũng đưa ra giá vé ưu đãi đặc biệt hấp dẫn dành cho hành khách bay lệch đầu Tết khi mua vé thương gia từ hôm nay 15 tháng 8 đến 31 tháng 1 năm 2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết dịp Tết. Tin quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay cam kết nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, trong khi đề xuất tái thiết đáng kể nền kinh tế Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có những bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa bền vững. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng vượt qua những tranh cãi lịch sử với Nhật Bản sẽ là chìa khóa cải thiện sự ổn định và an ninh ở khu vực. Tokyo và Seoul cần hợp tác dựa trên những giá trị phổ quát chung. Tổng thống Hàn Quốc cam kết nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nhật Bản căn cứ theo tuyên bố chung 1998 giữa hai nước, trong khi đề xuất tái thiết đáng kể nền kinh tế Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có những bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa bền vững. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày hôm nay cũng cho biết ông sẽ đề xuất gói viện trợ quy mô lớn cho Triều Tiên để đổi lại phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thỏa thuận lâu nay được đánh giá là bước khởi đầu đối với Bình Nhưỡng. Các nhân viên cứu hỏa tại Valencia, Tây Ban Nha đã phải vật lộn để kiểm soát các đám cháy rừng trên khắp vùng trong ngày 14 tháng 8. Theo dữ liệu sơ bộ, đám cháy âm ỉ kể từ ngày 13 tháng 8, sau đó bùng phát dữ dội do gió mạnh, thiêu rụi tổng cộng 8.000 hectare đất chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Khoảng 300 nhân viên cứu hỏa nhanh chóng được điều động, ra sức dập tắt đám cháy. Lực lượng quân đội đã được triển khai để hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa. Theo cơ quan thời tiết Tây Ban Nha, điều kiện thời tiết rất bất lợi cho việc dập lửa do gió giật mạnh cùng với nhiệt độ cao trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, tại Tây Ban Nha đã xảy ra 388 vụ cháy rừng trong bối cảnh nước này trải qua mùa hè nắng nóng khắc nghiệt và khô hạn. Đầu tháng 8 này, chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua luật mới nhằm giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy rừng, trong đó bao gồm các biện pháp như nâng cao cảnh giác về nguy cơ cháy rừng trong cả năm và phát quang bụi rậm để ngăn đám cháy lan nhanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang.